Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 10 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 24 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ báo cáo những nội dung chủ yếu và trình bày dự thảo chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 24. Theo đó, Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ cao nhất cả nước, là địa bàn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất, tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước, Mục tiêu đến năm 2030, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước là trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 8 đến 8,5%. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 380 triệu đồng, tương đương với 14.500 đô la Mỹ. Đến năm 2045, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại, trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới, kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh, có chất lượng cuộc sống cao, có trình độ y tế, giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân cực tăng trưởng của vùng, nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trí thức trẻ đến sinh sống và làm việc, nơi tập trung các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành các nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự. Các nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2022. tại nghị quyết số 64-2022-QH15, Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sĩ Thanh do được phân công công tác khác. Tại nghị quyết số 65-2022-QH15, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể do được phân công công tác khác. Tại nghị quyết số 66/2022/QH15, Quốc hội quyết nghị ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Tại nghị quyết số 67/2022/QH15, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.